Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Hexit. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến khám phá thủy cung và đánh bại được ba kẻ giám hộ, và mình đang đặt những cái pho tượng ở bên ngoài kìa, vì pho tượng của kẻ giám hộ khá là bự luôn so với pho tượng của rồng Ender. Rồi ngoài ra thì mỗi kẻ giám hộ sẽ rơi ra được khai khá những cái vải nè, và sau khi đánh bại những kẻ giám hộ thì cái set đồ siêu chiến binh đã bị hỏng rất là nhiều rồi. Trong thời gian dưới hai tập thì mình đã tách được một vài cái quyển sách sửa chữa ra và mình có thể ép vào cái set đồ của siêu chiến binh nhé. Rồi giờ thì mình sẽ cởi ra chứ. Đây mình sẽ cởi ra, rồi sau đó sẽ ép quyển sách sửa chữa vào mỗi cái món nha. Để trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng farm một ít cái con quái để cho nó sửa full lại cái độ bền nha. Rồi giờ thì ép vô cái ủng nữa là xong. Vậy là mình đã có được hai set đồ, có được dòng sửa chữa rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ mặc set đồ của vua thám hiểm để mình có thể dễ dàng đi thám hiểm hơn, vì nó cho mình được hai cái búp rất là tốt, đó chính là thở dưới nước nè, với lại hấp thụ nữa, tại vì hấp thụ nó sẽ có cho mình thêm trái tim màu vàng kìa. Mình sẽ sử dụng cái vải của kẻ giám hộ nè, kết hợp với vải của rồng Ender, và thêm một ít cái xương của Wither Skeleton, cũng như là những cái tinh thể lava để mình nâng cấp cái bàn chế tạo lên một cấp độ mới hơn nhá. Hiện tại thì mình đã có hai cấp độ rồi, 3x3 này, 5x5, và còn có một cấp độ cao hơn nữa. Nhưng mà để chế tạo được thì mình cần phải làm thêm một cái bàn, hai cái bàn giống như vậy nữa nè các bạn ơi. Và đầu tiên thì mình cần phải làm cái bàn màu xanh trước. Công thức của nó thì cần khói than, lưu ly cũng như là một cái bàn chế tạo hả? Nhưng mà hình như khói than mình hết trơn rồi. Hình như mình hết chân than rồi. Ok, để bây giờ thì mình sẽ đi đào một ít than nha các bạn. Và cũng đã khá là lâu rồi á, mình chưa có đi mai á. Để trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi mai nha. Nhưng mà cái cúp này mình không hiểu, cái gia tài nó cứ sao sao ấy, có lúc thì nó ra rất là nhiều mà có lúc ra chỉ có một thôi hả? Nó không như cái cúp kim cương á, chắc ít bữa nữa mình phải đổi hoặc là làm thêm một cái cúp kim cương nữa để chuyên khai thác khoáng sản thôi, chứ cúp này gì là hơi toan rồi đó. Rồi vào giờ thì mình đã có được 49 rồi hả? Để mình đào thêm ít ở đây nữa đi, rồi mình sẽ trở lên trên nhá, để mình chế tạo luôn cái bàn kia. Rồi mình đã được khá rồi, giờ mình sẽ trở về nhà và đi vô trong để nén những cái viên than thành cái khói than nhá. Đây, nén là thành khói than nè. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít gỗ để mình làm cái bàn chế tạo. Bàn chế tạo và thêm redstone nữa. Ui chết rồi, redstone hôm rồi mình không có khai thác nhiều, không biết có đủ để chế tạo cái bàn cấp độ thứ hai không nữa. Rồi giờ thì mình sẽ thử xem công thức của cái bàn workbench coi. Cần luli nữa hả? Mình sẽ lấy hai luli ở đây. Vậy là mình đã làm được một cái bàn màu xanh rồi nè. Kế tiếp thì mình phải nâng cấp lên cái bàn màu đỏ các bạn ơi. Tinh thể lava ở dưới. Ủa đúng rồi mà ta. À nhầm, quên mất. Phải cho vô cái bàn màu xanh cơ. Đây, phải cho vô bàn này nè mới làm được nha các bạn. Đây. Ta-da, vậy là mình đã được cái bàn cấp độ cao rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái bàn này và kết hợp thêm với một vài thứ nữa. Đó, các bạn có thấy cái này nó cần cái gì không? Đó chính là những cái khối hắc diệm thạch được nén á. Và hôm rày mình đào được một ít hắc diệm thạch ở đây nè. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng nén hết cái số hắc diệm thạch này lại nha. Và mình cần phải đặt cái bàn màu xanh này xuống để mình có thể nén lại. Mình được 20 mấy hả? Mình đào rất là nhiều luôn á, mà giờ chỉ đủ làm được 20 mấy khối thôi, cho nên cần phải farm thêm nữa rồi. Giờ thì mình đã có được hắc diệm thạch, và mình cần phải chế tạo thêm những cái ultimate material này nữa. Và công thức của nó thì mình cũng đã có rồi, để giờ mình sẽ làm luôn nha. Làm mấy cái này nó hơi rườm rà một xíu á, nhưng mà sau khi chế tạo thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái bàn chế tạo mới tốt hơn rất là nhiều luôn. Anh Golem đừng có đẩy nữa coi, đang chế tạo đẩy hoài. Kỳ ghê á. Rồi giờ mình sẽ cho vô đây nè, coi đủ đồ chưa. Đó, mình đã đủ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái bàn chế tạo cấp độ cao thứ ba nhá. Cái bàn này thì nó đã đổi thành cái màu xanh lá cây rồi. Và nó sẽ là, wow, bự chưa kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này là 7x7 nha các bạn. Nó cao hơn cái này 2 ô lận á. Và với cái này thì mình có thể chế tạo những cái món đồ xịn hơn rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như là kiếm của rồng.
Đây, Ender Dragon Sword nè. Và mình cần phải có hơi thở của rồng nữa đúng không? Ôi chết rồi. Mình thiếu rồi, mình thiếu vải rồng rồi. Cái này nó cần tới 1, 2, 3, 6 và 7, 7 cái vải rồng lận. Mà trong khi mình còn có 4 thôi hả? Rồi xong luôn, hơi thở của rồng thì mình có đủ rồi. Vậy là sắp tới á, thì mình phải có một đợt triệu hồi lại rồng và tiêu diệt thêm rồng một lần nữa để kiếm thêm vải rồi các bạn ơi. Hơi tiếc đó nha, nhưng mà không sao đâu, cái đó từ từ mình sẽ cố gắng farm nước mắt gas. Và trong ngày hôm nay mình sẽ sử dụng ba cái đầu của Wither này để mình có thể triệu hồi một con boss Wither ra và đánh nhá. Tại vì sau khi đánh boss Wither thì mình sẽ được một cái sao Nether á, và cái sao đó sẽ có rất là nhiều công thức xịn mà mình có thể sử dụng luôn. Và để triệu hồi được boss đó thì mình cần phải có cái cát linh hồn nữa. Mà mình thì hết cát linh hồn mất tiêu rồi. Tạm thời cắt mấy cái khói này vô trước nha. Rồi, qua cái cổng địa ngục một lần nè. Rồi và hôm nay mình sẽ xuống dưới và cố gắng lấy thật là nhiều những cái cát linh hồn về luôn, để sắp tới mỗi lần đánh boss Wither thì không cần phải xuống dưới Nether để lấy cát linh hồn á. Đây, vừa đi ra là gặp liền luôn á. Mình sẽ lấy về khoảng mười mấy đi đó, để dùng lâu dài luôn. Được bao nhiêu rồi? Được 20 luôn rồi. Quá dữ, quá dữ. Và sẵn tiện đây chắc mình sẽ lượn vài vòng trước khi về nhà đi. Ở trên đây có mấy cái đen đen này là... Để mình xem đây là có gì nào. Ba sồ hả? Và hình như trên tầng này mình chưa khám phá nè. Ở đây là có gì đây? Flash là cái gì ta? Ủa nhưng... Úi, nó rơi ra gì nè? Cái này... À, cái này để chế tạo ra cái khói của nó. Cái này là cobble mình chưa có đào được. Đây là cái nấm phát sáng. Ủa, mình đem mấy cái này về nhà mình trồng được không ta? Ủa, có khi nào mình trồng mấy cái nấm này nó lại ra cái nấm trong suốt không? Ủa, dám lắm luôn á. Và chắc mình phải lấy thêm ít cái... Ôi mà chết, cúp mình đào một phát là nó ra cái gạch luôn à. Quên không được rồi. Ở đây có núm thường. Còn cái vàng vàng này là Adai. Cái đó là Adai các bạn ơi. Và ở đây có mấy cái cây mọc ngược nè. Ui, nhện nhện. Mấy con nhện nhện này nguy hiểm lắm. Nhện nhện nè. Nó có con bự cực mà cũng có con nhện. Ui, nó. Các bạn thấy ghê chưa? Nó phóng tờ á. Ôi chết. Ôi con cáo. Cáo hung dữ nè, cáo hung dữ. Lần trước mình cũng gặp một con như vậy rồi, gặp mình là ha, lầm lầm lại định cạp mình hay sao ấy. Mà lần kia có khối gì hồng hồng kìa. À cái này cái bụi, tưởng đâu cái khối gì không chứ. Nhìn màu nó hơi nổi á. Rồi và coi hướng này là cái flash này là cái gì á. Nó kiểu như nó, mình cảm giác nó có thể nảy giống như slime vậy đó các bạn ơi. Không biết có phải không nữa, tại vì mình đứng lên trên đó mình nghe cái tiếng khá là giống slime. Ui chết. Ui đói rồi. Đang bay mà té luôn chứ, tại vì mình hết cái thanh thức ăn á. Rồi mình sẽ lượn thêm một vài vòng nữa coi. Ui ở đây có mấy con quỷ trong bò nè. Đó, demon nè. Ui, rồi ra một cái loot bag mà cấp độ ray luôn. Quá dữ nha. Còn ở đây là chim. Nhìn dễ thương cực luôn á. Và không có đánh mình nữa, nên chắc mình không có đánh lại đâu. Khi nào đánh mình thì mình mới đánh lại. Và hướng này. À ở đây cũng có quá thạch nữa nè. Ui vậy là mấy cái quá thạch này nó spawn ở mọi địa hình luôn á. Mình thấy đi đâu mình cũng gặp được mấy cái quá thạch đó hết á. Vậy là hôm nay thì mình biết thêm một chỗ mới, chính là mấy cái địa hình flat gì nè. Và nè, đây là cái núm trong suốt nè các bạn ơi. Cây núm màu xanh nè. Đó, mình đi xuyên nó được luôn á. Mình khá là thích luôn. Ước gì mình có thể trồng được nó ở nhà thì tuyệt vời, còn gì bằng nữa. Ui, con nhện. Nhện nè. Ui, bình tĩnh anh ơi. Thôi, anh đây, anh cầm cây hammer mà anh không có quánh mình á. Mình mà quánh ảnh một phát là thế nào anh cũng đập mình á, chạy không kịp cho coi. Và đây là dùng gì đây? Ui ở đây cũng có slime nữa hả? Slime màu đỏ luôn. Và slime màu, cái này giống như màu cam vậy. Ui loại slime này mình còn thiếu nè. Ok hôm nay lượm được một vài cái về rồi. Này có lá nhưng mà mình sợ đập phát cái lá nó rơi xuống dưới quá à.
để mình thử đập ở đây coi nó có chịu rơi ra không. Rồi một xíu về nhà thì mình sẽ cố gắng đi thu thập những cái đất slime á, rồi mình sẽ trồng mấy cái cây slime ở nhà luôn nhá, chứ hổm rày mình chưa có trồng được cây nào hết trơn. Ui, nó không rơi ra cái mầm nào luôn. Ok, chắc bây giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi, nãy giờ đi ở dưới đây cũng được một đoạn rồi đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhá. Mình đã trở về nhà rồi đây, và bây giờ thì mình sẽ ra biển á, để mình triệu hồi con Boss Weeder nha. Lần này mình sẽ đánh Boss Weeder ngoài biển để cho ít thiệt hại nhất cho cái địa hình xung quanh mình. À, và trên đây có cái đảo Slam nè, để mình lên đây mình lấy thêm một ít đất về luôn đi, tại vì mình chưa có cái đất á, để trồng cây Slam. À, và sẵn mình cũng có mềm mại nè. Ồ, lấy được. Rồi, bây giờ mình có thể mang cái này về để trồng rồi. Ok rồi nha. Còn giờ mình sẽ xuống đây và tìm một cái chỗ nào. Ở bên đây cũng được. Bên đây là vùng đất bóng tối mà, nổ nát chỗ này cũng không sao đâu. Ui nè, cái này là Meteor. Cái này là giống như cái Ui cúp mình. Sao mình thắc mắc là cúp mình đào cái này không được các bạn ơi. Dùng sẻn thì mình đâu cho đào đâu, mà cúp này thì đào cái nó mất tiêu luôn rồi. Không hiểu luôn á. Ok, tạm thời thì mình sẽ để cái chỗ thiên thạch ở đó đi. Giờ mình sẽ triệu hồi con Boss Weeder lên một cái. Và đánh nó luôn cho máu nha. Một nè, hai nè, không biết có đánh lại không nữa nhưng mà cứ thử đi. Ba. Rồi. Giờ thì mình sẽ đợi cho nó hấp thụ lại cho đầy máu nha các bạn. Nó đang tăng máu lên từ từ đó. Đó. Rồi, nó mắc máu là 300 lận. Ui, nó rồi. Ây, ui. Ui, mình kháng lửa với có thể thở dưới nước nhưng mà không có kháng độc. Nhưng không sao, mình sẽ... Ui, nó bắn dữ quá. À, khi mà bị dính hiệu ứng Weeder á, thì mình sẽ mất đi cái hiệu ứng hấp thụ rồi. Trời ơi. Ui, căng thẳng. À, nó bắn mình liên tục luôn á. Bắn với chúng tôi. Mình áp sát không được, mình dùng cung mình bắn luôn. Không được thì ta bắn, ta đánh tầm xa. Và khi nó cường hóa như vậy á, thì mình chỉ có thể tấn công bằng tay thôi. Chứ mình mà dùng cung á, nó sẽ bị phản lại. Một hit cuối cùng. Ui, Boss Weeder này nhây thiệt luôn á. Quýnh như mình từ tít ở dưới mặt đất nè, quýnh lên tới mây luôn. Rồi, và sau khi tiêu diệt thì nó sẽ rơi ra một ít cái bột của Weeder, xương Weeder nè. Và một cái pho tượng luôn. Trời ơi, đúng thứ mình cần. Tại vì mấy pho tượng này đẹp cực. Nó kiểu mô hình gì đó các bạn ơi, có thể xoay nhìn rất là đẹp. Và đây là một cái sao Nether. Lấy cái sao Nether nè. Với cái này đi. À, đây cái trái tim màu vàng hả. Ok, chắc mình sẽ lấy cái này liền đi. Ăn vô cái, nó có thêm một trái tim của hiệu ứng hấp thụ rồi. Và còn gì nữa không nào? Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Còn pho tượng thì chắc một xíu về nhà mình sẽ cho các bạn xem nó đẹp như thế nào nha. Ok, vậy là mình đã đánh xong con Boss Weeder rồi. Bây giờ thì mình sẽ về nhà, cất đồ nè, cũng như ngủ một giấc trước khi làm công việc tiếp theo nha. Mình đã ngủ được một giấc rồi, và bây giờ thì mình sẽ lấy những cái mầm cây slime ra ngoài để mình có thể trồng nha. Sau khi có cái cây slime thì mình có thể thoải mái mà sử dụng luôn. Nhưng mà chết rồi, hình như đất mình mình cất ở trong rương trong nhà thì phải. Để giờ mình vô đây mình lấy cái đã. Đất slime đây, mình có lấy 3 cái khối đất nè. Và giờ mình sẽ trồng xuống nha, không biết nó có phát triển ở phía dưới mặt đất này không nữa, để mình thử. Rồi, một cái, và đặt cái này xuống. Liệu rằng mình có thể sử dụng bột xương không? Tại vì trong Minecraft á, bột xương giống như là một thứ phân bón rất là thần kỳ. Khi mà mình cho vô những cái cây trồng thì nó sẽ rất là mau lớn. Để giờ mình sẽ thử áp dụng đối với cái cây slime này coi có được không nha. Lớn. Không được rồi. Lớn lên. Lần thứ 3 nè. Dùng hết luôn. Được rồi. Ui, cái cây slime trồng ở dưới mặt đất vẫn được nè. Wow, vậy mình phải trồng thêm mới được. Cây này nó nhìn cũng khá đẹp á các bạn ơi. Đây, mình sẽ trồng bên cái chỗ mấy em Chocobo này một cây nữa. Ngay đây. Đặt cái mầm cây xuống nè. Dùng cái bột xương. Lớn lên. Wow, vậy là mình đã có được 2 cái cây slime rồi. Sắp tới khi nào cần sử dụng slime á, mình chỉ cần đập cái này và lấy cái quả bóng slime và sử dụng thôi à. Và ngoài ra mình còn nhặt được những cái nấm màu xanh nữa nè. Không biết nấm này trồng trên đây không được. Vậy trên cái
khối cát linh hồn thì được không? Tại vì cúp mình không có lấy cái đá địa ngục về được á, nên mình chỉ có thể lấy được cái này thôi. Ủa trồng được. À trồng trên cái cát linh hồn thì được nè. Để mình thử mình chế tạo một ít cái bột xương nữa coi coi có thể cho cái cây nấm nó mau lớn không nhá. Đây mình sẽ đổi ra thiệt là nhiều. Được 16 rồi. Giờ dùng hết 16 cái này vô cái cây nấm này, hy vọng cây nấm sẽ mau lớn. Ôi, chết chết. Khi trồng cây thì các bạn nên để ý xung quanh nhé. Lỡ mà có cỏ thì cây nó sẽ rất là lâu lớn hoặc là không lớn được luôn. Và ủa sao nó không có lớn ta? Hay là cái cây này nó chỉ trồng ở dưới Nether thôi? Ui mình dùng rất là nhiều vô rồi đó. Cái này thì sao? Còn cái cây này cũng không được luôn. Vậy là có một vài loại cây mình không có thể nào mà cho phát triển ở trên mặt đất được các bạn ơi. Và trong đây hình như mình còn cái mầm của cây cọp nữa nè. Mình có nhặt được trong chuyến khám phá lần trước á. Để bây giờ mình sẽ thử trồng nha. Đây trồng đây. Một cây rồi. Bên đây thêm cây nữa. Bước cái này là ui ui. Bước nhầm. Bước cái hộp giống nè. Bước cái quả mông ngọt. Và mình sẽ đổi ra một ít cái bột xương tiếp nè. Hôm nay trồng cây luôn. Cây cọp. Lớn đi cây cọp ơi. Ủa kỳ vậy. Ừ. Một cây thôi. Kỳ vậy. Lớn một cây thôi mà. Rồi luôn. Dùng hết bộ xương mà mấy cái cây này không chịu lớn. Cây xi lam dùng vài cái là lớn mất tiêu rồi. Vậy là phải có một cách nào đó để chúng ta trồng mấy cái cây này á. Để từ từ mình sẽ ngâm cứu lại. Rồi mình sẽ cố gắng trồng nó nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cánh cổng. Tại vì trong Hexit á, nếu mà chúng ta đã bước vào thì phải nhất định phải đánh bại được một đó chính là con gắn ba đầu. Một đó chính là con gắn ba đầu. À không, con rồng ba đầu chứ. Hay là đánh bại được những cái con boss khác trong thế giới Twilight Forest á. Thế nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ xuống Twilight Forest thêm một lần nữa nha. Hiện tại mình có được 5 rồi đúng không? 6 nè, 7, 8. Cần khoảng mười mấy cái mới xuống dưới được các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ thử làm bằng mấy cái hoa khác luôn coi coi có được không nhá. Tại vì những lần trước mình có làm cánh cổng đến thế giới Twilight Forest á, mình toàn dùng hoa đỏ với hoa vàng thôi. Hôm nay xen vô một vài cái hoa cúc trắng coi coi có được không nè. Và vũ khí của mình giờ nó cũng hơi yếu á. Để một xíu mình tìm cái vũ khí nào mình đơn giản một tí mà mình có thể chế tạo được. Rồi mình sẽ làm luôn trong ngày hôm nay nhá. Để có một món vũ khí mới và đánh bại những con boss ở dưới thôi. Kim cương. Và bùm. Được rồi nè. Dập lửa. Cháy. Ui hoa của tôi. Ui cháy hết vài bông hoa rồi. Kỳ ghê á. Xét đánh cháy hết một hai bông hoa rồi. Và từ từ thì mình sẽ đi xuống dưới nha. Để bây giờ mình sẽ vô trong nhà coi coi có món đồ nào đặc biệt không để mình chế tạo trước khi đi xuống dưới thế giới Twilight Forest nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một món đồ khá là đặc biệt, đó chính là một cây búa hammer nha. Và trước tiên thì mình cần phải làm một cái bàn chuyên để chế tạo hammer trước. Và cây hammer lần này mình sẽ không dùng để đi mai đâu, mà mình sẽ dùng nó giống như là một món vũ khí vậy đó. Tại vì công thức chế tạo của nó liên quan đến cái sao Nether các bạn ơi. Rồi, mình sẽ để cái bàn hammer này ở đâu ta? Cạnh cái đe này đi, đặt ở đây luôn. À, hơi chán chỗ nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Rồi, kế tiếp mình cần phải chuẩn bị một vài cái khối trước. Đầu tiên là kim cương và vàng nè. Sau đó thì mình cần phải chuẩn bị một ít que nữa. Mình sẽ đổi thêm khoảng 2 cây que nữa đi. Đây, 4 cây luôn là 8 cây. Và mình sẽ chế tạo một cái cây hammer Nether Star. Nhìn thì có thể nói công thức cũng khá là rẻ đúng không? Nhưng mà sức mạnh của nó thì các bạn sẽ không nghĩ đến là nó mạnh đến vậy đâu. Rồi đầu tiên thì mình sẽ xem lại công thức. Mình cần phải để que ở dưới, vàng ở trên đúng không? Rồi kim cương ở hai góc, que ở dưới, một cái sao Nether ở giữa. Mình đã được một cái cây Nether Star Hammer và sức tấn công là 43 lần. Oh my god. Ui, một món vũ khí có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Wow, cây này thì mình cần phải ép cho nó trước nha, để không thôi nó mau hỏng lắm ấy. Đầu tiên mình sẽ ép cho nó. Ủa cái này không ép được sắc bén hả?
Không sao, mình vẫn có cách để ép được sắt bén nha. Trong đây có sửa chữa nè, lấy sửa chữa ra luôn. Tại vì cái này nhất định phải có sửa chữa, lỡ mà nó hư á là mình mất mất hết một cái sao nè đỡ các bạn ơi, rất là tiếc luôn. Đây lấy sửa chữa ra trước. Và kế tiếp cho vô trong cái cây hammer bằng Nether Star. 43 sức tấn công vậy chắc mình đập phát chết luôn quá. Kế tiếp là sắc bén đúng không? Sắc bén đâu ta? Cái này là sao Steeler, mình chưa biết dùng để làm gì nữa. Đây sắc bén 5 đây, đúng thứ mình cần. Đây ép hết vô luôn, cái gì ép vô kiếm được mình sẽ cố gắng ép hết vô nha. Và mình sẽ cho vô cái cây hammer đánh mặt lùi nè, chậm hỏng 3 nè, sắc bén 5 nè, linh hồn 5 nè. Đó, 46 sức tấn công rồi, trời ơi. Còn dòng nào mà cần thiết nữa không? Mình nghĩ cái dòng gây cháy nó cũng rất là cần thiết á. Để giờ mình sẽ tìm một cái quyển sách gây cháy coi. Trong đây coi, có rất là nhiều quyển sách luôn á mà mình cần phải lựa ra. Cái này bên này thì không có sách ép vô kiếm, sắc bén 4. Có cái dòng gì ép vô được cây diều chiến đấu nè, để mình thử tách ra, mình ép vô cái cây Hammer Nether Star của mình luôn coi, nhìn khá là xịn đó. Rồi, vậy là cây Hammer Nether Star của mình đã được cường hóa sơ sơ rồi. Hiện tại thì nó được sửa chữa, đánh mặt lùi 2 này, chầm hổng 3, sắc bén 5 và hai cái dòng đặc biệt khác nữa. Bây giờ thì chắc mình sẽ ngủ một cái đi. Trước khi buổi sáng á, thì mình sẽ đi test sức mạnh của cây này và bước vào thế giới Twilight Forest để đánh bại hết mấy con boss ở dưới nha. Với 40 mấy đam vậy, để mình thử test với con nào ta. Ở đây thì không có con quái nào xứng tầm để test hết á. Đúng rồi, mấy cái con boss trong mấy tòa tháp. Lâu lâu mình gặp nó mình cũng cà khịa nó dữ lắm luôn á. Để hôm nay mình sẽ trực tiếp đi tìm nè, rồi đánh bại thử một cái con boss trong tòa tháp nha. Boss này thì mình đánh rồi nên không cần ấy nữa đâu. Và hình như cái cây này á còn có khả năng triệu hồi được tia sét nữa cơ. Để mình thử coi. À không, cái này không triệu hồi được. Chỉ có búa thô mới triệu hồi được. Mình cứ tưởng cái cây búa mà có sức mạnh của cái sao Nether thì có thể triệu hồi được tia sét chứ. Vậy là mình phải cố gắng tìm được cái búa của thô kìa thì mới có thể ấy được. Ủa bắt đầu rồi. Ủa mình ủa con boss đi đâu rồi? Mình lên đây mình tìm boss mà. Hình như boss đi du lịch thì sao rồi các bạn ơi, mình không gặp. Ui. Nhưng mà cái này nó mau hỏng lắm, mình đập một phát là nó gần hư mất tiêu rồi. Cái này khỏe thì có khỏe thiệt đó, nhưng mà độ bền nó thì hơi hạn chế một xíu nha. Đúng là cái gì cũng có điểm yếu riêng của nó hết. Sở hữu sức mạnh cực kỳ cao nhưng mà độ bền thì không cao cho lắm. Đây, ở đây còn một tòa tháp nữa nè, để mình ghé qua coi còn con boss không. Chứ giờ không có boss đánh buồn lắm luôn á. Ủa? Kỳ á, hình như bay trực tiếp là không gặp được boss hả? Có phải không ta? Hay là mình cầm cái này mình nó thấy mình mạnh quá rồi nó không dám xuất hiện. Ui, kỳ thiệt á. Nhọn nè. Ui đập được spawner luôn nha. Ui dựa. Ui. Wow. Cái này nó còn có khả năng đào liên tục nữa cơ. Ui cái này đi mai là hết sảy luôn ấy. Để bây giờ mình sẽ về nhà để biểu diễn khả năng đi mai của cây armor này cho các bạn xem mới được. Wow, quá dữ luôn nha. Rồi xuống cái hang nè. Rồi mình sẽ chèo một phát đi xuống tít ở dưới đáy luôn, để mình có thể dễ dàng biểu diễn cho các bạn xem. Đây, thông thường mình đào á thì mình cần phải tiếp tục giữ chuột đúng không, để cho nó đi tiếp. Còn cái này các bạn có thấy gì chưa? Chỉ với một lần đập thôi nó đào được một đường dài ngoằng luôn nè. Nhưng mà cái này nó mau hỏng quá à. Mình sợ đào chưa được một đường là nó gãy mất tiêu rồi. Cái này là mình có ép chậm hỏng á, nên còn sử dụng được lâu, chứ không ép chậm hỏng chắc là mau hư lắm luôn ấy. Rồi tạm thời thì mình đã có được vũ khí. Và bây giờ thì mình sẽ đặt cái pho tượng của cái con Wither xuống và cắt đồ một cái nha, trước khi mình bước vào thế giới Twilight Forest để đánh boss thôi các bạn ơi. Wow, boss Wither nè. Và lần này đi á thì mình sẽ sử dụng hai bộ giáp. Một bộ giáp là của vua khám phá, còn bộ giáp thứ hai đó chính là bộ giáp của vua trộm nha.
hay là bộ giáp của tập trưởng Mộc Sừng ta? Hôm nay mình chưa sử dụng bộ giáp của tập trưởng Mộc Sừng lần nào hết. Để hôm nay mình mặc luôn đi và xuống dưới khám phá thử nha. Rồi hẹn lại các bạn khi mà mình cất xong cái mớ đồ trong người của mình nha. Mình không biết sử dụng cái set đồ nào cho phù hợp á, thế nên hôm nay mình sẽ mang hết 4 set luôn đi. Rồi xuống dưới tùy theo con boss mà mình sẽ mặc set đồ phù hợp nha. Còn giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xuống thế giới Twilight Forest luôn thôi. Hy vọng xuất hiện ở một nơi đẹp đẹp một xíu. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3 đi thôi. Lần này chắc sẽ tìm cái bản đồ trước, tại vì trong đây nó có một cái bản đồ chuyên dụng các bạn ơi, mình có thể xác định vị trí của những con boss luôn á. Và mình đã xuất hiện cạnh mấy bé sóc nè. Úi, ở đây có cái mầm cây, bật bản đồ lên coi. À, kế bên mình có một tòa tháp của Lick luôn nè. Và xuống đây á, nó sẽ mở khóa cho mình một cái thành tựu riêng luôn nha các bạn. Và đó là Twilight Forest bên đây. Và bây giờ mình sẽ đánh ai trước đây nha. Mới vô thì mình có thể đánh được con Naga á. Ok, chắc giờ mình sẽ mặc cái set đồ của vua trộm đi. Tại vì khi mặc set đồ vua trộm mình sẽ được tốc độ rất là cao để tìm những cái công trình dễ dàng hơn. Đây, mình sẽ bắt đầu đi nha. Nhưng mà... Úi, quái si cô. Ui, mất tiêu rồi. Ủa, lót không kịp hả? À đây, gà rồi. Chắc là nó mới xuống thế giới Twilight Forest á, nên nó chưa có lót kịp các bạn ơi. Dám giết cù nè, dám giết cù. Trời ơi, bé cù mình không ra tay kịp. Dám giết cù nè. Trời ơi, mình cứu không kịp mấy bé cù rồi, bị mấy con chó sói sát hại rồi. Nó đang bị phong ấn lại nè, tại vì mình chưa mở khóa được thành tổ á. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đi tìm cái chỗ của con gắn Naga trước. Và trên đường đi nếu mà mình gặp mấy con dơi á, thì mình ở con quạ chứ, thì mình sẽ cố gắng tiêu diệt nha. Để mình chế tạo một cái bản đồ để xác định vị trí của những con boss trước. Và quên mất, nãy giờ mình quên đặt cái điểm ngay cái cổng rồi. Xuống đây thì tốt nhất chúng ta nên đặt một cái điểm ngay tại vị trí này nè, để còn biết đường mà dịch chuyển trở về nữa. Rồi, đã có chỗ cổng rồi, giờ thì thoải mái mà đi luôn nha. Hay là mình kết hợp hai cái ta, vừa ná xì lam và vừa cái set đồ của vua trộm nữa, thì như vậy chắc sẽ di chuyển nhanh hơn. Nãy giờ đi mình vẫn chưa gặp được con quạ nào hết. Phải gặp quạ thì mình mới làm được cái bản đồ. Lần nào xuống dưới đây cũng vậy đó, rất là khó khăn trong giai đoạn đầu luôn. Bên đằng kia có cái nhà bảo hoang cái gì kìa. Ở đây có cái nhà bảo hoang. Vùng tuyết này cũng bị phong ấn luôn, tuyết trắng xóa dày bịch luôn. Quạ ơi, quạ ơi. Giờ tìm quạ không ra luôn nè. Ôi, mấy con này nó kêu giống như là ve kêu mùa hè vậy đó các bạn ơi. Đó, nó kêu còn ra nốt nhạc nữa cơ. Không biết có lấy về được không? Để mình thử. Lấy được thì mình sẽ lấy về. Đi về. Ui, không được rồi. Đây là một cái. Ê, đây là một cái. Ui, cao quá, cao quá. Bây giờ vừa thôi, cây bay nãy hơi cao rồi. Ui, xuống đây làm gì nhảy cao dữ vậy? Được không? Ui, được nè. Cicada, không biết con này là con gì nữa, nhưng mà tạm thời cứ bắt về trước đi. Rồi, coi coi. Thường thường quả sẽ ở gần mấy cái gốc cây á các bạn ơi. Đây có hai xì cộn nữa nè. Hai bông luôn, quá dữ, quá dữ. Đây có cái nhà bổ hoang, để mình vô đây mình kiểm tra cái đã. Nhà này chắc không bổ hoang đâu, nghe tiếng lửa đốt nè, tiếng lò nung á. À đây có đường vô nè. Ui. À bị vướng. Bây giờ bị vướng thì bay y vô. Chết chết, nhà này có spawner. Trót, à mình nhớ rồi. Cái này là mình sẽ tạo ra một cái cọng lông gà đặc biệt và chế tạo bản đồ nè. Bây giờ mình đã có được cái Stot Berry rồi. Giờ thì mình cần thêm cái lông của con quạ nữa. Lông quạ nè và một cái bột đá phát sáng. À, thì ra là vậy, nhớ rồi, nhớ rồi. Đây có rương, coi coi. Trong rương... không có thứ gì tốt, một cái bản đồ trống. Ok, có bản đồ trống cũng tạm ổn đi. Mặc lên coi thử nè. Ui, bản đồ nhỏ quá. Thay gì đó mình có thể sử dụng bản đồ riêng của mình cũng được đúng mà. Rồi giờ thì mình sẽ đi tìm con quạ nha các bạn, để chế tạo cái bản đồ á.
Mình lại gặp thêm một cái hoa hát xì cờ khác rồi nè. Giờ mình đã full set đồ hát xít hết rồi nên không cần cho nữa đâu. Trời ơi, lúc không cần tìm á thì nó cho một đống vậy á. Chứ hồi mà lúc mình đi tìm thì mình chả thấy cái nào đâu. Nó khó tìm cực luôn. Và đây có cái Rvin nè. Ok, giờ mình sẽ bay quanh bản phát nào. Đi thôi, ui ui. Mệt quá, quá. Cứ tưởng bị vướng rồi lọt xuống dưới không chứ. Nãy giờ mình đi á mà vẫn chưa gặp được con quả nó hết trơn luôn. Không biết quả ở đây đi đâu hết trơn rồi. Ở đây có chim nhỏ. Ơ, qua chỗ nấm này chắc dễ nè. Mình quên là mình có khả năng đi trên mặt nước nữa. Định dùng cái snack slam bay qua á. Tại vì mình nghĩ con quả chắc nó dùng này sẽ dễ tìm hơn. Ok, để bây giờ mình sẽ đi một đoạn nữa coi coi có đủ may mắn để gặp con quả đó không nhá. Quả thì vẫn chưa gặp được nhưng mà mà hình như cái này là chỗ của con Naga nè. Ui, là kiểu con zombie bay. Định hùng ai hả? Giờ thì chắc mình sẽ bay vô trong nhá. Ui, địa hình ở đây đẹp phải. Bay vô trong nè. Naga đâu? Con này thì mình nghĩ nên dùng tốc độ đi. Tại vì nó lượn rất là nhanh luôn. Nếu mà có tốc độ của set đồ vua trộm thì mình sẽ dễ dàng đánh bại hơn. Ủa, chỗ này hình như được nâng cấp hay sao á. Lúc trước cái chỗ này nhìn xấu lắm luôn á, mà bây giờ nhìn đẹp chưa kìa. Wow, cổng vào cũng được trang trí, nhìn ok hơn á. Ở đây có thỏ nè. Rồi con gắn đâu, gắn Naga đâu. Naga ơi. Hả? Ủa, ở đây là chỗ của Naga đúng không? Ừ, hình như đúng rồi, có chỗ Naga mới có cái... chỗ ở nhìn rộng rãi như vậy thôi. Ủa, chị Naga đâu rồi? Kỳ lạ thiệt á. Không thấy Naga đâu hết trơn á. Để bây giờ mình sẽ lượn vài vòng coi coi có gặp được chỗ của Naga không nhá. Ủa, cái gì ta? Mình đã đi vòng vòng chỗ này rồi mà vẫn chưa gặp được. Và mình nghĩ rằng á, khi mà mình chế tạo được cái bản đồ kìa thì nó mới mở khóa cho mình một cái thành tựu, thì mình mới có thể nhìn thấy được những con boss trong đây á. Giờ khó khăn ghê luôn. Úi. À, đây con dơi, trời ơi, tưởng đâu con quạ. Làm mừng ngột à. Giờ thì chắc là mình phải cố gắng tìm được con quạ và chế tạo cái bản đồ kia kìa thì nó mới cho mình đánh con boss rồi. Làm khó nhau ghê á. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm con quạ nhá. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm được rồi các bạn ơi. Trời ơi, quạ nè, nãy giờ tìm cả buổi trời mà núp núp. Ui. Ủa, con gì mới đậu trên đây vậy? À, con dơi, trời ơi. Dơi trong đây nó bay loạn xạ xà ngầu ban ngày luôn á. À không, cái này là Twilight Forest mà khu rừng hoàng hôn mà. Chắc trời nó tối tối nên dơi xuất hiện á. Giờ thì mình đã có được hai thứ rồi và mình chỉ còn thiếu cái bột đá phát sáng thôi. Thế nên bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển về nhà một lần nhá, để mình có thể lấy những cái bột đá phát sáng ở nhà mình á. Nãy đi mình quên đem theo mấy cái bột đá phát sáng mất tiêu rồi. Ok, nhà vẫn ổn. Ở nhà không có quái đón mình. Và mình sẽ vô đây lấy một ít cái bột đá phát sáng nè. Bột đá phát sáng đây mình sẽ lấy khoảng 3 đi. Tại vì một cái thì chưa chắc mình đã khám phá hết hoặc là tìm thấy hết những con boss đâu. Thế nên tốt nhất là mình nên lấy thật là nhiều. Và bây giờ thì mình cần phải lấy thêm mía nữa để mình đổi ra những cái tờ giấy và chế tạo luôn cái bản đồ cho tiện nhá. Xuống dưới thì mình chỉ cần kích hoạt lên thôi là được. Ủa, lúc trước mình nhớ mình có trồng mía. À đúng rồi, trồng mía ngay cái hồ nhà mình. Và quái kìa. Ui, định đi đâu đây? Làm việc mấy anh ơi, đúng rồi. Ông ra chế tạo mà mình chưa cho mấy anh làm việc. Đây, dùm bay, lại đây. Không biết mình có thả dây chưa, ra chưa ta? Rồi mình thả dây ra rồi. Quýnh nhau đi anh. Tao bị xong rồi. Mấy anh này ăn không ngồi gồi rồi. Golem đâu gặp dùm bay, sợ sao mà không dám quýnh nhây. Đây, kiều cái nè. Đúng rồi. Đục. Ừ, một hit. Ủa, một tên chứ, đây còn tên nữa nè. Ừ. Trời ơi, phải đợi nó quýnh chúng tôi một phát anh mới quýnh hả anh Golem. Ui, anh bảo vệ thế thì toan tôi rồi. Nhiều khi quýnh mình chết xong mới quay lại quýnh thì toan mất. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại thế giới Twilight Forest nha các bạn.
Sau khi trở lại thế giới Twilight Forest thì bây giờ mình sẽ chế tạo cái bản đồ nhá. Có được bản đồ thì công việc của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đổi cái này ra cái cộng lông đặc biệt trước cái đã. Đây, và làm bản đồ luôn thôi. Và coi nào, cạnh mình có con boss nào không nhá. Xung quanh mình thì được, mình thấy được Lick nè, rồi Naga, nữ hoàng băng, rồi hình như là con quái vật đầu bò nữa thì phải. Ui, được bốn loại boss lận. Quá xịn nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiến tới boss đầu tiên, đó chính là hình như là gắn Naga, nhưng mà mình cần phải coi thành tựu nữa. Giờ khi đã có cái bản đồ rồi thì mình có thể mình đã mở khóa cái thành tựu đánh bại Lick rồi nè. Để bây giờ mình sẽ tiến tới cái tòa tháp của Lick coi coi đánh được chưa nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Lúc tìm thì không thấy đâu, mà lúc không cần tìm lại xuất hiện trước mặt mình. Đúng là quạ mà. Nhưng mà không biết có mang lại điều gì xấu cho mình không nữa. Được chưa? Vô được chưa? Nó. Ủa, vẫn còn hả? Nên mình phải mở khóa những cái thành tựu trước cái chỗ đó thêm một xíu đã. Ăn mọi cái loại thức ăn của thế giới Twilight Forest hả? 6 loại. Sao mà ăn hết được? Thành tựu gì mà gắt dữ vậy? Hoặc là vậy là trước khi đánh con Lick này, mình phải đánh con Naga trước. Tại vì những phiên bản gần đây á, nó update lên rất là nhiều ở thế giới Twilight Forest, mình phải đánh theo thứ tự cơ, chứ không phải như lúc trước là thích con nào thì nhào vô đánh con đó ấy. Và mình vừa mới phát hiện khi mà kết hợp cái ná slam với cái cánh thì nó sẽ bay với tốc độ có thể nói là cực nhanh luôn. Các bạn có thấy nó bay nhanh kia kìa. Và giờ mình đã có rồi xong. Mà nhanh quá, lắm không kịp. Và giờ thì Naga đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Không chần chờ gì nữa, mình sẽ ăn cho no bụng trước và sử dụng cây búa Nether Star đặt vào mặt của con rắn Naga này. Lại đây. Một đập chỉ mất có chạy đi đâu. Đúng là con rắn thiệt chứ, luồn lách thấy ghê luôn á. Chạy ha, chạy bắt trốn. Chơi đuổi bắt hả? Chơi đuổi bắt nè, hay hết. Chơi đuổi bắt. Vậy là đánh con này mình không cần vũ khí quá mạnh đâu. Mình chỉ cần mình chỉ một cái nào đó có thể đóng băng hoặc là giữ chân con này lại là được. Ui, lần này có vẻ đánh con Naga khó khăn hơn rất là nhiều á. Nhưng mà mình sẽ tiêu diệt nó. Ui trời. Lúc đầu thì vàng hoàng, bây giờ cục nghiễn rồi. Cho ngươi còn cái đầu thôi luôn. Chạy. Ơi, ăn thịt đến một bé cụ màu xanh rồi. Cả gan. Ý gì? Chạy em ơi. Mình sẽ bảo vệ Con rắn này. Dám ăn thịt cụ nè. Một hit cuối cùng nè. Chịu thua chưa? Dám ăn thịt cụ hả? Dám ăn thịt cụ. Và sau khi đánh bại con rắn Naga thì mình đã nhặt được một ít cái vải nè, một cái trophy và một cái loot bag cấp độ, hình như là cấp độ Ray thì phải. Em biết luôn. Wow, được á nha. Vậy là mình đã đánh bại con boss đầu tiên rồi. Và bây giờ thì mình đã có thể tiến tới và đánh bại con Lick rồi đó. Nó phải theo thứ tự tăng dần theo cái thành tựu các bạn ơi. Và để lại chỗ Lick thì mình cần phải sử dụng ná slam nè, bay với tốc độ siêu nhanh, một phát một tới đằng kia luôn. Kết hợp hai món này nó bay nhanh cực luôn ấy. Phanh lại nhanh quá, phanh lại cũng hơi khó. Mình sẽ ăn cho no bụng để bay lên trên nóc nha. Cái gì nó cũng có mặt lợi và mặt hại hết, bay nhanh thì lại khó phanh á. Rồi giờ thì vô trong nè. Đối với con boss Lick này á thì chúng ta không cần phải có vũ khí quá mạnh đâu, chỉ cần khéo léo một tí là được. Nó sẽ cố gắng phản lại những cái phát bắn của mấy cái con boss trong đây. Chưa. Nhưng mà đánh với con này mình nghĩ nên thay bộ giáp đi. Mình sẽ thay một bộ giáp khác, tại vì nãy giờ dùng set đồ của vua trộm cũng khá là nhiều rồi. Với cây cuốc này ra luôn. Với con này thì mình nghĩ cần cái sự trâu bò hơn, nên mình sẽ sử dụng bộ giáp của siêu chiến binh nha. Đây, cỡ 4 món này ra. Cắt bớt mấy cái loot bag vô trong đi. Loot bag thì cắt vô đây. Đó, cắt theo thứ tự đấy, không thôi mình mau quên lắm. Rồi mình sẽ lấy set đồ của siêu chiến binh ra và thay vô luôn nha.
nón nè, áo, quần và ủng. Rồi, đã có set đồ siêu chiến binh. Bây giờ mình sẽ cất set đồ của vua trộm vào trong lại, cũng như là lấy cái Ryusuke lên trên chịu đòn một tí trước khi đánh bại hết những cái phá vỡ hết chứ. Phá vỡ hết mấy cái lớp khiên bảo vệ của cái con lick này nha. Đó, nó có mấy cái khiên bảo vệ màu vàng đó các bạn. Mình phải khéo léo đánh những cái mắt của Ender trúng vào người con boss. Đó. Ui, cái này không phải mắt Ender. Phóng đi. Nó. Đó, nó bắn cái ngọc Ender á, là mình chỉ cần đỡ và phản ngược lại giống như quýnh con gát vậy đó là được. Rồi lại đây, bắn nó đi. Ui, có đệ tử đi theo bắn cái phụ kìa. Bắn nè. Được ba lớp giáp rồi. Ui. Đó, bốn lớp. Hai lớp nữa thôi, người xác định như ta. Chưa được. Lẹ đi anh bạn. Ui, mình phản là không kịp, nó nổ mất tiêu rồi. Rồi xong ngươi rồi. Chịu chết đi, một hit nửa cây. Trời ơi. Ui, vũ khí mình hơi bị mạnh luôn ấy. Đập một phát con boss nó nửa cây máu mất tiêu rồi. Tìm một phát nữa chắc hấp hối nè. Một phát nữa là gần chết. Và chỉ mất 3 hit thôi là mình có thể tiễn cái con boss lick này về Diêm Vương luôn. Vậy là mình đã đánh bại được hai con boss rồi. Đó, từ khi mà đánh được con boss đầu tiên thì tiến độ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình cần phải ăn một cái bát súp gì đó để mình có thể mở khóa được cái thành tựu và đánh bại tiếp cái con rồng Ender. Ủa, rồng à, Hera chứ nhầm. Nhưng mà bây giờ mình cần phải dọn dẹp đồ bớt nè. Mình cần phải nhặt cái trophy. Ui, đồ sửa chữa hả? Ui, đồ vàng mà có sửa chữa này các bạn. Ui, được của nó. Mình sẽ cắt bớt cái này vô. Ủa, còn món nào sửa chữa nữa không? Nhặt nó luôn đi. Sửa chữa nè. Full gần như là món nào cũng có sửa chữa luôn, trừ cái quần hồi nãy thôi. Ok, giờ mình đã đánh bại được hai con boss rồi đúng không? Giờ mình sẽ tìm cách mở khóa tiếp một cái thành tựu, rồi chúng ta sẽ đánh thêm một con boss khác nha. Ui, trong đây nó có cái đường gì nè. Cái này là dùng để làm gì ta? Để mình coi. Nó không có công thức luôn. Kỳ lạ thiệt. Để mình sẽ mang về trước khi biết công dụng của nó là gì. Và có nước mắt gas nữa. Tại vì sắp tới mình cần khá là nhiều nước mắt gas, nên bây giờ mình sẽ cố gắng farm luôn nha. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường và đánh tiếp những con boss tiếp theo thôi. Và mình đã tới thêm một cái chỗ của boss Naga nữa rồi. Để bây giờ mình sẽ farm thêm một con nữa đi, để lấy thêm một ít cái vải á. Vì cái vải này sẽ chế tạo được đồ và mở khóa thêm một cái thành tựu khác ở trong thế giới Twilight Forest. Nên mình sẽ cố gắng farm thêm nha. Rồi, giờ dùng. À, mình quên mất mình có khả năng nhảy cao từ set đồ của tập trưởng một sừng mà. Quên mất. Mình cũng khá là ít khi dùng cái set đồ này, nên hôm nay thử dùng để chiến đấu xem như thế nào. Giảm. Ui trời, hất mình cao chưa kìa. Hất đi đâu. Mình sẽ nướng con gắn này luôn. Gắn khổng lồ với chúng tôi. Gắn khổng lồ. Dám ăn thịt cụ. Chịu chết đi. Và hai hit nữa thôi. Một hit. Vậy là tính ra cái kiếm mình còn yếu lắm. Quýnh con này cũng mất rất là nhiều thời gian nè. Nhưng mà mình đã đánh bại rồi. Vậy là mình đã có thêm một cái trophy và một ít cái vải nữa. Và bây giờ chắc mình sẽ chế tạo luôn cái set đồ đó luôn thôi. Tại vì trong set đồ Naga thì chỉ có hai món thôi. Đó chính là một cái quần nè và một cái áo. Nó chỉ có hai món đồ này thôi hả. Và mình đã mở khóa được một cái thành tựu rồi kìa. Trong đây cái Naga Armor. Mặc thử coi nó sẽ cho mình cái gì nè. Mặc vô. Cái ủa, còn một món, à đây cái áo đây. Mặc vô nó sẽ cho mình. Ủa, đâu có cho gì đâu. Ui, set đồ này một cái thành tựu lớn, không cho cái búp gì luôn á. Vậy mà ai mặc. Ít nhất phải cho một cái hiệu ứng gì đó kèm theo chứ. Ok, dù sao mình cũng đã hoàn thành xong một cái thành tựu lớn rồi. Và nãy giờ á, mình có đi xung quanh ở đây nhưng mà vẫn chưa có tìm được cái chỗ của cái con boss bò nấm nữa. Để trong thời gian với hai tập á, mình sẽ cố gắng bay và mở hết cái bản đồ này.
để xác định vị trí của những cái con boss khác trong cái khu vực gần đây nhá. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại được một cái con boss Wither và chế tạo được một cái cây búa bằng sao Nether cực kỳ mạnh luôn, sau khi gần hóa nó tới 46 sức tấn công lận. Và mình đã nâng cấp cái bàn chế tạo của mình lên một cái cấp độ mới cực kỳ cao, và mình có thể chế tạo những cái món vũ khí khác còn VIP hơn nữa. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.